Kính thưa các đồng chí lãnh đạo của các tỉnh Thái Nguyên, các bạn bè thân hữu tại bờ biển Đà Nẵng, Furama xinh đẹp, để kỷ niệm một cái dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 là ngày quốc tế và ngày giải phóng miền Nam. Và nhân dịp này cũng xin chúc tất cả các gia đình, anh chị em thân hữu của chúng ta có mặt ngày hôm nay mạnh khỏe, hạnh phúc, mọi sự an khang thịnh vượng, tốt lành và có một buổi tiệc thật là vui vẻ, ngon miệng. Xin chân thành cảm ơn và xin buổi tiệc được bắt đầu. Cảm ơn cả nhà.